Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời, giàu to xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động. Tiên tri tiết lộ bí ẩn sự thật bất ngờ về cuộc đời tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, khổ chức xướng sau, từ tuổi 64, đến thời đổi vận, số mệnh giàu sang phú quý, tạm biệt cuộc sống nghèo khổ, an nhàn hưởng phúc, sung túc đủ đầy đến hết đời. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Tân Sửu 1961 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người, mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng, mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được. Nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì, cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Nhắc đến nghèo khổ, thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy ám ảnh và khiếp sợ. Tuy nhiên, khi được biết trước vận mệnh, thì lại rất ít người chủ động tìm hiểu để phòng tránh tai ương, hiểm họa bởi tâm lý chủ quan. Đến đâu hay đến đó mà nhiều người lâm vào đường cùng, túng quẫn, muốn trốn chạy cũng không kịp, để rồi những tháng ngày về sau phải chịu đựng đủ điều, sống chìm ngập trong khổ ải trần gian. Đến nước này thì chỉ có số ít người thúc đẩy mạnh lớn lắm mới có thể đi qua được sóng gió, đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy phải làm sao để đón lành tránh dữ, đi tới bến bờ bình an đây? Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, sau 64 tuổi, người tuổi Tân Sửu sinh 1961 nhiều khó khăn trong vận trình hung tin chờ trực. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được những cơ hội vàng này, thì quý mệnh chủ có thể sẽ xoay chuyển vận mệnh của mình. Từ đó mà tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy những cơ hội đó là gì? Vận trình tuổi Tân Sửu sau 64 tuổi sẽ có biến động ra sao? Mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên là đôi nét về tính cách của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Người tuổi Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không nghỉ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công mà họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lây truyền bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt mục tiêu ra, thì sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ lại có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Tân Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hảo huyền. Họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật. Bởi vậy, không ai biết những kế hoạch họ đang làm gì. Tuổi Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm thì cũng sẽ không bao giờ nao núng sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán thì tuổi Tân Sửu lại bị tụt mất cơ hội, cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa thì mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Tân Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu lại được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn.
Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần so với người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì ý chí kiên cường của họ sẽ không bị hao mòn mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh, khiến tuổi Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số TRUONGNG hợp, sự kiên định đó khiến họ trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân, vì họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Tuổi Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Tân Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Tân Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ, những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ bà lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo. Đôi lúc, tuổi Tân Sửu đôi khi khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao hay thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, thì họ luôn kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, thì sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc. Những người này bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng, hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Tân Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ, sắc sảo hơn người, nhưng lại không bao giờ kiêu ngạo. Ngược lại, rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm khó khăn, thử thách, thì tuổi Tân Sửu vẫn ung dung, hiên ngang toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Tân Sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cẩu thả. Họ chậm rãi, chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng có. Hơn nữa, Tân Sửu rất coi trọng chữ tính, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao, dù làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc. Bởi vậy, đôi khi cuộc sống của những người này thật nhàm chán và cứng nhắc. Nam mệnh Tân Sửu dù không lãng mạn, mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm, khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra họ lại đang che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng. Những lúc buồn bã, khó khăn, họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc. Lúc ấy, gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để họ tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm, nhưng bản thân cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Là người thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi danh vọng cao sang. Đối với họ, gia đình là nơi linh thiêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy, họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, thì vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng được bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, thì cũng cần phải thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Tân Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai họ cũng coi là những người tri kỷ thật sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi Tân Sửu thì thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của họ, vì họ là người rất chung thủy, âm thầm và ấm áp, luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Tân Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn mong muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu, luật lệ của mình. Nam mệnh tuổi Tân Sửu cuộc đời gặp được nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều ý hay, ý đẹp về cuộc sống, cũng như về danh vọng và sự nghiệp, thì tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận được sống sung sướng. Số hưởng thọ trung bình từ 66 đến 78 tuổi, hiền đức thì tăng thêm niên kỷ, gian ác thì giảm kỷ. Nữ mệnh Tân Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ.
xem tử vi thấy rằng nữ mệnh Tân Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, ở vào tiền vận cuộc sống có nhiều vất vả, khó khăn, sang đến trung vận thì sẽ dễ dàng hơn, gia đạo sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, nhưng đến hậu vận thì sẽ được sung sướng, thành thơi. Những người này có số hưởng thọ từ 76 tuổi đến 82 tuổi, những người sống lương thiện, tích phúc tích đức, làm nhiều chuyện tốt thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải chi tiết vận trình tử vi về các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Tân Sửu sinh 1961, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Người tuổi Tân Sửu là kết tinh của sức mạnh thể chất và tinh thần, luôn sẵn sàng giúp đỡ, che chở cho người khác. Khi làm việc, họ tự do và độc lập, không dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Với sự chăm chỉ cần cù và kiên nhẫn, người tuổi Tân Sửu sớm muộn sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Khi còn nhỏ tuổi thì khá trầm lặng và nhút nhát, càng trưởng thành thì càng học được cách cởi mở, tự tin trong giao tiếp. Họ hay gặp phải những chuyện rắc rối, phiền muộn về mặt tình cảm, dù không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng tinh thần buồn phiền, chán nản, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. Những người tuổi Tân Sửu đa phần rất bận rộn, làm việc, cống hiến hết mình cho lợi ích của cộng đồng. Cuộc sống chỉ thực sự an nhàn khi về già. Dù giỏi kiếm tiền nhưng cũng rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Bởi vậy, đôi khi cuộc sống giàu sang dư giả, nhưng cũng có lúc túng thiếu phải đi vay mượn. Quan điểm sống của người tuổi Tân Sửu là thẳng thắn, song phẳng và công bằng. Mỗi khi phải giải quyết vấn đề gì đó, họ luôn cân nhắc theo lý trí, hoàn toàn không để tình cảm xen vào. Đôi lúc sự thẳng thắn ấy khiến cho người khác hiểu lầm, trách móc. Với sự nghiệp, lý tưởng nhất là về quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn buôn bán có thể phát đạt. Về tương lai tiền đồ thường sáng lạn, có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp và biết dành cơ hội khi thời cơ đến. Người tuổi Tân Sửu có tinh lực dồi dào. Họ là những người có sở trường về vạch kế hoạch. Mặt khác, họ rất lanh lợi, linh hoạt nên làm ngoại giao, tình báo rất tốt. Song tuổi Tân Sửu cần tránh một số nhược điểm dưới đây. Tránh chủ quan bảo thủ, phải có tầm nhìn xa trông rộng, không quyết đoán theo trực giác để đi đến kết luận. Không nên tin trực giác, trước mọi sự việc phải công tâm, thẳng thắn, không xuất phát từ quyền lợi bản thân mà phải công minh chính trực, tránh nóng nảy, đa nghi sẽ làm hỏng việc lớn. Trong công việc, khi gặp khó khăn, phải bình tĩnh giải quyết, không được chùn bước, hãy nên giải hòa trong tranh chấp, khi mất của phải kiên trì, có thời gian mới tìm được. Nhìn chung, tuổi Tân Sửu là người có năng lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh, khó khăn nên tiền đồ sáng sủa. Sau 64 tuổi, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu nói chung khá thuận lợi, sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, thêm nửa chuyện làm ăn, dù có khó khăn bước đầu, nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cân nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý lãnh đạo. Ngoài ra, từ 64 tuổi trở đi, có đường thăng tiến của những người tuổi Tân Sửu, đặc biệt là nam mệnh bước sang năm 2024 sẽ tạo động lực không ngừng, nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản thân hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, những chú trâu tha hồ tỏa sáng, thể hiện tài năng cũng như khẳng định cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, hết sức lưu ý, hành sự cần khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá. Nam mệnh tuổi Tân Sửu, theo tử vi, nếu trong sự làm ăn hay phát triển công danh thì nên lựa những tuổi này mà hợp tác thì có phần tốt đẹp, thu được những thắng lợi. Về tài lộc, đó là các tuổi Quý Mão, Tân Sửu, Bính Ngọ, kết hôn hay làm ăn với những tuổi này thì được tốt. Những tuổi sau đây không nên kết duyên hoặc hợp tác làm ăn, vì kết duyên hay hợp tác làm ăn sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Đó là kết duyên với những tuổi Tân Sửu đồng tuổi, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất, Ất Mùi. Nữ mệnh tuổi Hợp làm ăn, muốn thu về được những kết quả như mong muốn trong chuyện làm ăn thì tốt nhất tuổi Tân Sửu nữ mệnh nên chọn những tuổi sau đây để hợp tác hoặc làm đối tác trong làm ăn, đó là những tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu. Tuổi Đại Kỵ, Tân Sửu nữ mệnh không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với những người tuổi xung khắc gồm Tân Sửu, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất và Ất Mùi. Nếu kết hôn thì vợ chồng xa cách, nếu làm ăn thì thua lỗ thất bại. Mọi việc cần hết sức cẩn trọng và cẩn thận khi gặp tuổi Đại Kỵ. Nếu hai người vẫn muốn kết duyên thì không nên cưới hỏi linh đình, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi Đại Kỵ thì nên thành tâm lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ách. Xét về phương diện tài lộc. Bản thân mệnh cách tuổi Tân Sửu đã có số vượng tài,
Đặc biệt sau 64 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài, muốn có hoạch tài bất ngờ thì có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường hoặc kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới thành công tốt đẹp. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì dồn công sức cho một việc thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Tân Sửu nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm, tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm tuổi Tân Sửu sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, quý mệnh chủ vẫn tìm thấy những cơ hội tốt để vươn lên. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Mặt tình cảm tình duyên gia đạo, người tuổi Tân Sửu ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp người phù hợp thì sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú và trái tim chân thành với người đó. Người tuổi này không biết cách thể hiện bản thân nên trong mắt người khác họ khá lạnh lùng. Có điều bề ngoài như vậy khiến họ thu hút được rất nhiều đối tượng. Là người nhiệt tình và hướng ngoại, họ luôn mơ ước về một tình yêu son sắc thủy chung, mặc dù kém lãng mạn nhưng luôn chân thành, thật tình với người mình yêu. Nam giới sinh năm Tân Sửu, cương nghị, quật cường, thích những cô gái dịu dàng và khéo léo trong tình yêu. Đàn ông tuổi Châu có hai điểm yếu chí mạng, họ không biết phân biệt nặng nhẹ, không phân chia ranh giới rõ ràng trong tình cảm. Dù đã có người yêu, nhưng tính cách ga lăng nên vẫn đối tốt quá mức với tất cả những người phụ nữ xung quanh. Họ cũng hay nghi ngờ ghen tuông vô lý, khiến người yêu không ít lần buồn tuổi vì mắc tiếng oan. Tuy nhiên, đây lại là người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc vợ con, không ngại làm việc nhà, khiến bạn đời luôn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy. Nữ giới tuổi Tân Sửu tính tình nhã nhặn, ôn hòa, nhẫn nại, là mẫu phụ nữ được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên, người này lại có lòng đố kỵ và ham muốn chiếm hữu rất lớn, nên khiến cho người chồng đôi lúc cảm thấy ngột ngạt, cưỡng chế. Khi yêu, họ luôn thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất. Họ không phô trương nói những lời hoa mỹ, lãng mạn. Tình yêu của những người này thể hiện qua những hành động ấm áp, âm thầm và ngọt ngào. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, có phần tẻ nhạt, nhưng thật ra trong tâm họ có một tình yêu vô cùng sâu sắc, nồng cháy và thủy chung. Nếu bạn thực sự nghiêm túc muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương gắn bó lâu dài với người này, thì cần phải thấu hiểu, lắng nghe những điều thầm kín của họ. Họ có xu hướng tìm cho mình một nửa có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Dù trong công việc hay tình yêu thì họ đều thực hiện hóa mọi vấn đề. Bởi vậy, đôi khi họ khiến đối phương cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt. Cách tốt nhất để duy trì tình yêu là tạo ra những bất ngờ thú vị, mới mẻ, dành nhiều thời gian để quan tâm người ấy. Phụ nữ tuổi Tân Sửu biết hy sinh, nhường nhịn và vô cùng đảm đang. Họ là mẫu người của chuẩn mực xã hội, là con người của gia đình. Khi đã kết hôn, họ sẽ hết lòng vun đắp cho cuộc sống hôn nhân và gia đình, luôn là nguồn động lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Tân Sửu có trách nhiệm với gia đình của mình, biết cân bằng sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc cơ quan và việc nhà. Tuy nhiên, những người này rất dễ bị tổn thương bởi việc làm sai trái của người khác, thậm chí họ sẽ mang thù hận trong lòng, không bao giờ tha thứ cho người đó. Họ cũng dễ ghen tuông mù quáng, luôn muốn quản lý chiếm hữu đối phương. Đàn ông tuổi Tân Sửu thích hợp với những cô nàng hiền thục, đoan trang và dịu dàng. Họ luôn mong muốn được đối phương thấu hiểu tâm tư, suy nghĩ thầm kín của mình. Những người này cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai. Vì vậy tình cảm của họ đôi khi bị hiểu lầm, rất quan tâm, yêu thương gia đình. Nhưng đôi khi đàn ông tuổi Tân Sửu lại ra trường và nóng nảy, luôn yêu cầu mọi người phải thực hiện những nguyên tắc nội quy trong cuộc sống. Sau tuổi 64 có nhiều thuận lợi, may mắn trong đời sống tình cảm và sẽ có một năm vợ chồng ấm êm, tình cảm mặn nồng. Quan hệ vợ chồng sẽ được củng cố do đối tác hết lòng hỗ trợ, do đó đem đến cho bản thân sự ổn định và đam mê. Tuổi Tân Sửu tương hợp nhất với tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Những người trong nhóm tam hợp này sẽ có một mối quan hệ rất tốt, kể cả trong quan hệ hôn nhân hay làm ăn cùng nhau. Họ sẽ tận hưởng thành công, hạnh phúc, thịnh vượng. Nam mệnh về vấn đề tình duyên, tuổi Sửu có chia làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là sinh vào tháng 4, tháng 8, tháng 9 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời được hưởng hạnh phúc một chồng một vợ mà thôi, đó là sinh vào những tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Nữ mệnh. Chuyện nhân duyên của nữ mệnh Tân Sửu được phân thành 3 trường hợp sau. Những người có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên,
khi sinh vào các tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Những người có chuyện tình duyên thay đổi hai lần trong cuộc đời, khi sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Theo tử vi tuổi Tân Sửu, đường tình duyên thuận lợi, không phải trải qua sự thay đổi nào đối với những ai sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Xét về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sau 64 tuổi không có quá nhiều biến động, nhìn chung không mắc trọng bệnh, dễ gặp giữ hóa lành. Có điều nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm, dễ đổ bệnh, dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối trong cuộc sống và vấn đề tài chính. Thời điểm đầu năm, các vấn đề sức khỏe đối với tuổi Tân Sửu thường xảy ra do không để ý đến các tín hiệu từ chính cơ thể mình gửi đến. Cần có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học hơn để bảo vệ bản thân được tốt nhất. Các cơ quan nhạy cảm nhất đối với người tuổi Tân Sửu là dạ dày, huyết áp hoặc các vấn đề về thần kinh. Vì thế các bài tập giúp giải tỏa hay thần kinh sẽ rất có lợi. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 qua các năm, cụ thể như sau. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tân Sửu thấy rằng năm Tý được chính quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu hành sự gặp được nhiều điều cát lợi, có cơ hội được cân nhắc thăng tiến, gặp hung hóa cát, giữa năm có họa tiểu nhân, tuy nhiên không gây nên sóng gió gì lớn, bản mệnh hành xử khéo léo thì ắt hóa giải được mọi việc. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Sửu. Năm nay vận thế ảm đạm, công danh hay tài lộc đều không có bước phát triển lớn, thậm chí còn gặp phải cản trở. Tuy là năm bản mệnh không gặp nhiều thuận lợi, song chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, cố gắng, đến cuối năm vẫn có cơ hội thu về thành tích đáng mừng. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Tân Sửu trong năm này, gia đình bản mệnh có thể gặp chuyện vui liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, đến cuối năm vận trình xuống dốc, kế hoạch đặt ra có thể không đạt được như ý muốn. Vì thế, bản mệnh cần làm nhiều việc tốt, chớ nên chạy theo danh lợi, rồi cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Mão. Người tuổi Sửu dễ gặp phải tai họa trong năm này, vì thế bản mệnh cần phải nhắc nhở bản thân, cố gắng kiềm chế, chớ nên nóng nảy, chuyện bé xé ra to. Nếu có thể giữ được quan hệ hoàn hảo với mọi người, thì ắt vượt qua, mọi chuyện bình an. Năm nay tài vận không lý tưởng, cần hạn chế đầu tư giữ gìn những gì mình đang có. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Thìn. Năm này hung cát đan xen, cần hành sự thận trọng. Nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay, bản mệnh nên thuận theo tự nhiên, chớ nên cố chấp. Hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của mọi người. Nếu có thời gian rảnh, hãy học hỏi bổ sung thêm kiến thức cho mình, cũng như chủ động giúp đỡ người khác. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Tỵ. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Tân Sửu, năm Tỵ vượng đường tài lộc, người làm ăn kinh doanh có thể xem xét việc hợp tác, mở rộng quy mô vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong năm họa khẩu thiệt thị phi cũng nhiều, bản mệnh cần thận trọng trong việc kết giao, nếu không tự đẩy mình vào rắc rối. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm nay người tuổi Tân Sửu phải đối diện với nhiều rắc rối, dễ gây thủ chuốc oán với kẻ tiểu nhân, dẫn đến họa phá tài, thậm chí ảnh hưởng đến cả đường tình duyên. Song đến cuối năm có quý nhân tương trợ hóa giải tai họa, vận trình có dấu hiệu đi lên, thậm chí có cơ hội chuyển bại thành thắng. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Mùi. Năm Mùi người tuổi Tân Sửu nên cẩn thận gặp phải họa phá tài, bản mệnh làm gì cũng nên cố gắng bằng chính sức của mình, không nên ngại vất vả hoặc có lòng hãm hại người khác. Tuy nhiên cần phải đề phòng người khác nhiều hơn, cuối năm vận thế có dấu hiệu lạc quan, có thể tiến hành đầu tư hoặc khởi nghiệp. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Thân. Năm Thân là năm đại cát đại lợi, sự nghiệp đạt tới bước phát triển mới, nên dũng cảm thử thách bản thân để gặt hái được nhiều thành công. Năm nay cũng có lợi cho việc cưới hỏi, sinh con, có điều bản mệnh vẫn chớ nên lơ là, đề phòng sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu dư giả thời gian và tiền bạc thì nên hành thiện tích đức. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Dậu. Năm này lành ít dữ nhiều, bản mệnh nên chú ý phát triển các mối quan hệ xã giao lành mạnh. Như vậy thì đến khi gặp khó khăn mới có người giúp đỡ. Thời điểm này nên hạn chế đầu tư, hạn chế mâu thuẫn với người khác, chú ý giữ gìn sức khỏe. Trong năm nên giữ tinh thần lạc quan, bình tĩnh đối diện khó khăn. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp năm Tuất. Bước sang năm Tuất, sự nghiệp của bản mệnh có sự phát triển thuận lợi, tài lộc thịnh vượng, đào hoa cũng có dấu hiệu nở rộ. Năm này, bản mệnh hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội đến với mình. Tuy nhiên, cần chú ý giữ mình,
tránh háo sắc, gây ảnh hưởng đến tiền đồ. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, gặp năm Hợi. Lưu niên bất lợi, năm này bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng khó, tiến thoái lưỡng nan, may mắn cuối năm có quý nhân phù trợ, bản mệnh đỡ vất vả hơn, tránh được nhiều tai họa. Thời điểm này tài lộc dậm chân, bạn nên chi tiêu tiết kiệm, hạn chế đầu tư chi tiêu phung phí. Ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải đợi thêm nữa, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng theo dõi luận giải vận trình tử vi chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức là tháng riêng, người này ôm trong mình hoài bão, là người có nhiều lý tưởng, cũng có tài năng hơn người, nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện. Họ là mẫu người có tài mà không có đất để dụng võ, không có người hỗ trợ, họ phải đơn thương độc mã, gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng, vì thế mà khó nên đại nghiệp. Sinh vào tháng này trong năm, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, thì đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn. Người này là người có ý chí, có hoài bão, có thể thành công, họ thương người, hay nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh phúc, vận gia đình không nhiều, dễ gặp phải chuyện phiền phức, công việc gặp nhiều trắc trở. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 2 âm lịch. Người này có ý chí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến cao. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều, sự thành công là tấm huy chương để đảm bảo cho người tuổi này giúp họ giành được lòng tin và sự ngưỡng mộ của người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùm kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Cuộc đời của người này có mệnh quý nhân, tài lộc dơ dôi, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, được nhiều người kính, có quyền có thế. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan, tiến chức, không phải chuyện gì quá xa xôi. Đa phần người này đều làm nên việc lớn, vang danh bốn bể. Người này được hưởng phúc khí thông minh, đỉnh ngộ, có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, công danh vinh lợi đủ đầy, sự nghiệp nhẹ bước lên mây. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này có thể nói vận số cực kỳ tốt, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng, kính nể. Họ là người có chí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người. Người này sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực, thẳng thắn, ghét sự xấu xa, giả dối. Người này phần lớn thích hợp theo nghiệp quan trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình làm nên nghiệp lớn. Người này khí chất hơn người, công danh sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thông minh tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 5 âm lịch. Người này là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ít nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở, muộn phiền. Số mệnh phú quý, người này đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông, là nhân tài trụ cột quốc gia. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch, đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức, người này tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều. Tuy học hành giỏi giang, thông minh, lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đoái thương. Nếu đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn, khi thăng, khi trầm, lên xuống bất định. Tuy không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là thiết lập thu, người này thông minh, đỉnh ngộ, lo sự chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực, bất cứ trong chuyện gì, người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân sẽ không có cơ hội để hãm hại. Người này cuộc đời hạnh phúc, thành công, tại đức song hành, trí tuệ hơn người, họ may mắn được anh em, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, cũng là người vượn vận quý nhân, đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu,
là nhất định sẽ đạt được. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 8 âm lịch, người này tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái. Người này tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thấy gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn. Bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, thành danh rực rỡ, có lộc về đường quan chức, được quý nhân phò trợ. Những chú trâu này gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công. Ta lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hưởng bình an, phúc lộc tự nhiên mà có. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này tính tình ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu. Tuy nhiên cũng có lúc người này có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Người này dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại, nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người này không cần vất vả quá nhiều, vì có tài năng bất phàm nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên, ý chí người này không cao, sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại nên không chịu vấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Đây là người điển hình của mỗi người, thích những gì an toàn và ổn định, họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình những gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Tính cách của họ có phần cô độc, thích sống một mình, không muốn hòa mình với đám đông, cũng khó thích nghi với cuộc sống tập thể. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này có tài hoa xuất chúng, ôm nhiều lý tưởng và hoài bão, trong cuộc đời thiếu may mắn, không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội, không phải không biết nắm bắt, mà do có kẻ xấu rình rập, hãm hại, làm lỡ mất thời cơ, nên đành ôm hận. Họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch, làm gì cũng theo sắp đặt trước. Họ quan niệm rằng, chỉ có như vậy mới có thể thành công. Song với người này, chỉ có kế hoạch không vẫn chưa phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề, mà bản thân họ phải rèn luyện ý chí cho mình, kiên cường, dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ, dám làm, có vậy thì thành công sẽ tới nhanh. Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu 1961, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết Tiểu Hàn, người này phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, song mãi mà không có được thành công. Tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời, tâm cao hơn trời, nhưng mệnh mỏng, phúc mỏng, không được như ý muốn, không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Con giáp sinh vào tháng 12 âm lịch nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn, năng kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có thế sự nghiệp mới có cơ may thành công. Quý vị thân mến, muốn học đạo đối nhân xử thế, bốn loại tâm lý sau cần phải tránh. Khi đối nhân xử thế nếu luôn mang tâm ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi thì tự mình sẽ làm cho người khác xa lánh. Thời cổ đại, các bậc thánh hiền hay những người giác ngộ, dù có trí tuệ thâm sâu đến mấy, vẫn có thể tiếp nhận được hết thảy ý kiến phê bình, lại có thể bao dung người khác, đối nhân xử thế rất khiêm tốn đúng mực. 1. Người có tâm ngạo mạn sẽ đặt mình lên trên, tự thấy mình ưu việt hơn để mà cợt nhả người khác. Với những ai địa vị thấp hơn mình hay những ai cần mình, thì người đó sẽ không chỉ trước mặt không tôn trọng, mà còn thầm cười nhạo sau lưng. Nhìn vào những người có hành vi ngạo mạn, bạn sẽ thấy họ thật đáng cười chê, chỉ vì chút khả năng mà vênh váo mãi không thôi. Bản thân người như thế nếu có thể tự kiềm điểm thì cũng sẽ xấu hổ đến mức toát mồ hôi đầm đìa. 2. Người mang tâm dối trá thì nặng nề nhất là người mà ngôn từ 10 phần uyển chuyển dễ nghe, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược, bề ngoài đối với người khác tốt đẹp nhưng lại âm thầm đâm chọc sau lưng. Người như thế có thể trong lúc ngắn ngủi ban đầu được người khác ngưỡng mộ, nhưng qua lại đôi lần sẽ lộ rõ bản tính. Nhìn loại người dối trá này, bạn sẽ thấy cần phải tránh xa, không muốn cùng họ ở chung. Bản thân chúng ta khi nói việc dối lòng cũng sẽ mất tự nhiên, cảm thấy xấu hổ trong tâm. Vậy mà những người mang tâm dối trá lại nói nhiều quen miệng, chẳng hề thấy đỏ mặt. 3. Người có tâm đố kỵ thường nghĩ rằng mình có khả năng hơn người, vậy nên khi nghe người khác được khen thì lấy làm tức giận ghê lắm, cho rằng lời khen ấy là sai,
khi người khác có điều gì vui thì lại cảm thấy bực bội, tìm đủ lý do để chê bai ngờ vực, lấy đủ cái cớ để hạ thấp người ta. Loại người này sẽ lấy chỗ yếu của người khác làm niềm vui nhỏ nhen của mình, sử dụng ưu điểm của mình để đánh giá nhược điểm của người khác. Đối với người có tâm đố kỵ thì phần lớn cuộc đời họ sẽ chẳng tìm đâu ra được một phút bình yên, vì luôn cảm thấy bất bình trước thành công của người khác. Cuộc sống đối với họ quả là hết sức mệt mỏi. 4. Người mang tâm nghi ngờ, nghe người ta nói điều gì đó, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, kẻ ấy lại cứ mãi nghĩ rằng, người này rốt cục cười nhạo ta hả, kẻ ấy lại chế giễu ta việc gì đây. Người như thế thường là từ đó bắt đầu kết oán với người khác. Người có tài đức và kiến thức, nghe người khác giễu cợt mình thì thường hoàn toàn chẳng để tâm, như thế không phải là giảm bớt rất nhiều điều phiền não sao? Ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi đều là những chủng tâm rất xấu. Muốn học đạo đối nhân xử thế thì không chỉ cần học cái hay của người mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.